hai trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện vừa công bố kết quả thi và trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023. Theo đó, trường trung học phổ thông định hóa điểm trúng tuyển là 17,75 điểm với 840 em trúng tuyển, trong đó có 10 em thuộc diện tuyển thẳng. Đối với trường trung học phổ thông Bình Yên, điểm trúng tuyển là 19,25 điểm, có 315 em trúng tuyển, trong đó có 22 em được tuyển thẳng. Sau khi biết điểm thi, các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo sẽ nộp đơn theo hướng dẫn của nhà trường. Những thí sinh không trúng tuyển sẽ được trả hồ sơ theo quy định. Trước đó, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 diễn ra tại hai điểm thi trường trung học phổ thông Định Hóa và trường trung học phổ thông Bình Yên đã diễn ra an toàn, đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.